Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm bắp rang bơ. Bây giờ ta bắt đầu. Trước tiên ta chuẩn bị 40g bắp và 20g đường và một chút bơ và dầu ăn. Trước tiên cô bắt đầu bật bếp lên. Cô đổ vào đây là nửa muỗng dầu ăn. Bây giờ cô bắt đầu đổ bắp vào. Mình lửa, để lửa nhỏ nha các cháu. Bắp của mình bắt đầu nổ rồi các cháu ạ. Ta bắt đầu để lửa thật là nhỏ. Bây giờ cô đổ bóng mani vào cái dĩa này. Đây là 20g đường. Bây giờ cô quậy cho cái vani này nó đều với đường, tại vì vani rất là khó tan các cháu ạ. Đó, mình để cái bắp hột nó ra cái giữa nồi để cho nó nổ, tại vì nó ra xung quanh là nó không có nóng. Trong khi bắp đang nổ các cháu đừng có mở nắp nhé. Khi nào mà hết nổ rồi các cháu mới mở nắp. Tại vì mình mở ra nó sẽ răng, nó răng ra ngoài hết. Thank you.
cháu ơi, bắp của ta hết nổ rồi, ta bắt đầu tắt bếp. Bây giờ cô đổ ra cái mâm này. Bây giờ cô bắt đầu đổ bơ vào đây. Và cô đổ đường vào. Cô bật bếp lên. Mình để lửa thật nhỏ các cháu ạ. Tại vì đường nó rất là mau cháy. Đường mà không có đổ nước vô cháy, cháy nhanh lắm. Bây giờ thì đường và vani của cô nó tan rồi, cô bắt đầu đổ bắp nổ vào. Cho tắt bếp đã. Mình bắt đầu bật bếp lên, lửa thật nhỏ các cháu ạ. Đó. Ta dùng cái đũa ta quậy cho nó dễ. Bây giờ cô đường cô đảo đều rồi, cô bắt đầu tắt bếp. Bây giờ cô bắt đầu đổ ra cái mâm này. Cháu ơi, vậy là ta đã xong một mâm bắp rang bơ rất là ngon. Đó, các cháu nhìn nè. Cô mua một cái bắp 40 ngàn mà cô làm có 20g thôi. Tức là một lạng 4 ngàn mà 20g thì hết có 800 thôi. Với lại một ít dầu ăn, một ít bơ, 20g đường. Các cháu nhìn nè, rất là ngon. Đó. Và cô cũng cho cháu biết là khi mà cô bật bếp lên rồi á, là cô để lửa rất là nhỏ, khi bỏ bắp vô rồi là để rất là nhỏ như vậy. Các cháu nhìn nè, đó, khi mà cô đổ bắp vào rồi là cô để lửa nhỏ như vậy. Đó, khi đổ bắp vào rồi để lửa nhỏ như thế này. Và khi bắp đã nổ rồi là cô để lửa nhỏ như vậy. Đó, khi bắp nổ rồi cô để lửa nhỏ như vậy. Các cháu nhìn này. Đó, khi bắp nổ rồi để lửa nhỏ như vậy. Các cháu ơi, mình rang bắp là mình phải rang nồi hai đáy như vậy các cháu nè. Đó. Rang bắp rang hai nồi như hai đáy như vậy thì nó mới ngon. Và ta nên sử dụng một cái nồi rộng, đừng sử dụng chật quá. Nó dễ bị cháy.
Bây giờ cô bắt đầu ăn thử. Như vậy là ta đã thành công. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công.